Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2821. Bàn tay ông ta nhấn một cái, chìa khóa truyền thừa của thần quân Chu Tước lập tức đánh vào trong người Khương Thuần. Trong đầu Khương Thuần rung lên, dấu ấn phù văn tự động có cảm giác muốn phá hủy tinh thần của anh ta. Nhưng người đàn ông áo lam lại chế giễu một tiếng nói, một dấu ấn phù văn cũng dám chống lại ta. Tay còn lại của ông ta lại chụp vào con thú hoang cổ đại đã chết. Giữa chân mày của thú hoang cổ đại bắn ra một luồng sáng trắng bạc, được người đàn ông áo lam nắm trong tay, đây là não hạch của thú hoang cổ đại, là chí bảo nuôi dưỡng tinh thần. Bây giờ tôi đánh vào trong biển ý thức của cậu, đủ để sức mạnh tinh thần của cậu đột phá cấp 8, hơn nữa đạo kiếm ý trên thanh kiếm kia đủ để cậu hủy diệt dấu ấn phù văn. Cánh tay người đàn ông áo lam chấn động, luồng ánh sáng trắng bạc kia lập tức đánh vào trong đầu Khương Thuần. Ánh sáng thần thánh trên người Khương Thuần không ngừng chớp tắt, sức mạnh tinh thần tuôn ra, hơi thở trong nháy mắt đột phá cảnh giới động hư trung kỳ, sau đó chính là cảnh giới động hư hậu kỳ, cuối cùng chỉ thiếu chút nữa đã có thể đạt tới cảnh giới động hư đỉnh cao. Khương Thuần nhắm mắt lại, tất cả tâm trí của anh ta đều đang luyện hóa sức mạnh tinh thần đột nhiên xuất hiện này. Lúc này người đàn ông áo lam mới lại nhìn về phía Đường Tuấn nói, sao nào? Nói thật tôi vốn không yêu thích anh lắm, áo đỏ nói cho anh một cơ hội. Đáng tiếc anh lại bỏ qua, tôi không thể làm gì khác hơn là phải lại chọn một kẻ kế thừa tôi xem trọng, cơ duyên như vậy anh chỉ có thể ước ao thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Tuấn cười nhạt, cơ duyên rơi vào người Khương Thuần, anh thật sự không hờn tức bao nhiêu. Vốn dĩ anh cũng không nhất định sẽ đi theo đạo của thần quân Chu Tước. Anh nhìn xác thú hoang cổ đại rồi thở dài một tiếng, sau đó anh thu nó vào trong nhẫn không gian. Người đàn ông áo lam khẽ nhướng mày nói, anh muốn làm gì? Đường Tuấn trầm giọng nói, tôi đưa nó về nhà, nó canh giữ tiên cung cũng lâu rồi, lẽ nào chết rồi còn phải tiếp tục canh giữ sao? Người đàn ông áo lam hừ một tiếng, ông ta cũng không nói nhiều, ngược lại bảo vật quan trọng nhất trên người thú hoang cổ đại chính là não hạch. Bây giờ cũng lấy ra rồi, một cái xác thì có ích lợi gì chứ? Chỗ này không còn chuyện của anh nữa, anh có thể đi rồi. Người đàn ông áo lam khinh bỉ liếc nhìn Đường Tuấn rồi vung tay lên, lạnh lùng nói. Đường Tuấn lập tức bị chuyển ra khỏi tiên cung, giữa sân chỉ còn lại hai vị khí linh áo lam và áo đỏ, Khương Thuần và Kinh Thiên Côn. Áo đỏ khẽ nhíu mày nói, Thâm Lam, chúng ta làm như vậy có thích hợp không? Dù sao ông ta có chìa khóa bí mật của thần quân truyền lại. Nói một cách nghĩa, túc, anh ta mới là truyền nhân của thần quân. Áo lam lắc đầu cười lạnh nói, nếu như chọn anh ta làm truyền nhân thần quân thật, lấy tính cách của anh ta, sợ rằng không bao lâu sẽ bị người ta đánh chết, đến lúc đó hai ta không phải lại phải chọn người khác. Nhìn thấy dáng vẻ áo đỏ lo lắng, áo lam trầm giọng nói, yên tâm, truyền nhân chúng ta chọn này là thần thánh trời sinh, cho dù là thiên tư hay tiềm lực đều vượt xa tên Đường Tuấn kia. Cho dù thần quân sống lại cũng không thể chỉ trích chúng ta. Áo đỏ thở dài, vẻ mặt hơi âm u nói, ông thật sự cảm thấy thần quân đã chết rồi sao? Áo lam trầm ngâm rồi lắc đầu nói, tôi không biết. Nhưng thần quân đã biến mấy chục ngàn năm, trong thời gian này, chúng ta chưa từng cảm nhận được hơi thở của ông ấy, ông nên hiểu rõ, độ khả thi thần quân còn sống quá thấp. Nếu như chúng ta bồi dưỡng Khương Thuần thành công, đặt chân lên cảnh giới thần quân, sau này cũng có thể đi điều tra tình huống của thần quân, đến lúc đó sống hay chết sẽ biết rõ thôi. Nói xong những lời này, hai người đều trở nên im lặng. Chương 2822. Bọn họ dù sao cũng là khí linh thần quân Chu Tước tự tay luyện chế, có quan hệ không bình thường với thần quân Chu Tước biến mất mấy chục ngàn năm, bọn họ cũng chờ đợi mấy chục ngàn năm, Khương Thuần xuất hiện khiến cho hai người nhìn thấy hy vọng. Cho nên mới phải cướp đoạt chìa khóa bí mật của Đường Tuấn, tự chọn một truyền nhân. Kinh Thiên Côn ở một bên lắng nghe, không dám nói chen vào. Đường Tuấn có chìa khóa của thần quân trong tay, hai vị khí linh lam đỏ cho dù tức giận nữa cũng không dám ra tay giết chết. Đường Tuấn. Nhưng nó không giống nhau, nó là đồ vật trong tiên cung, hai vị khí linh lam đỏ làm chúa tể tiên cung, trong tay có quyền sinh sát với nó. Không biết qua bao lâu, Khương Thuần mới tỉnh lại. Đầu tiên anh ta mờ mịt, sau đó lúc cảm nhận được sóng pháp lực mênh mông trong người thì đột nhiên vui vẻ, thực lực của anh ta còn hơn năm xưa. Hơn nữa sức mạnh bản nguyên càng hùng hồn hơn, dấu ấn phù văn đã biến mất. Lúc này tinh thần anh ta nhẹ nhõm hẳn, giống như có thể cảm nhận được động tĩnh ngàn dặm xung quanh, một loại cảm giác khống chế tất cả tự nhiên sinh ra. Mạnh mẽ trước này chưa từng có. Có phải cảm thấy mình rất mạnh không?
một giọng nói đột nhiên vang lên. Khương Tuấn nhìn lại, người nói chuyện là khí linh áo lam. Anh ta đột nhiên dùng mình, biết được đã xảy ra chuyện gì. Anh ta nhớ khí linh áo lam đã cướp đi chìa khóa thần quân thuộc về Đường Tuấn, đánh vào trong người anh ta, do đó bây giờ anh ta mới mạnh mẽ như vậy. Áo lam lạnh lùng nói, chút sức mạnh ấy của cậu không đáng kể chút nào, ngay cả hai bọn tôi cũng không bằng, một phần một triệu của thần quân cũng mạnh hơn cậu gấp trăm lần, chẳng có gì hay để kiêu ngạo. Bây giờ cậu đã là người truyền thừa của thần quân, cứ ở đây tu luyện cho tốt, tài nguyên trong tiên cung cậu sử dụng sao cũng được. Trong 1000 năm, cậu nhất định phải đạt tới cảnh giới thần quân, nếu không tôi sẽ luyện cậu thành đan dược. Đường Tuấn đâu? Khương Tuấn giống như không nghe thấy lời khí linh áo lam, anh ta hỏi ông ta. Trong lòng Khương Tuấn rất nặng nề. Nếu như anh ta và Đường Tuấn là người lạ, vậy anh ta sẽ không có bất cứ suy nghĩ nào, dù sao thiên tài địa bảo, kẻ có thực lực ắt có cơ duyên, huống chi loại tiên duyên to lớn như chìa khóa thần quân này. Nhưng Đường Tuấn là người bạn cùng chung hoạn nạn đã cứu anh ta rất nhiều lần, là người bạn chân chính, mặc kệ như thế nào, anh ta cũng đã cầm chìa khóa thần quân của Đường Tuấn rồi, điều này khiến trong lòng anh ta cực kỳ hổ thẹn. Đờ khí linh áo lam hừ lạnh nói, anh ta đã đi rồi, không cần phải để ý tới anh ta. Nhiệm vụ của cậu chính là tu luyện cho tốt, chúng tôi sẽ kiểm tra tu vi của cậu định kỳ, nếu như cậu không thể khiến chúng tôi thỏa mãn, chúng tôi sẽ chọn người truyền thừa khác. Đừng hòng uy hiếp chúng tôi. Có lẽ thiên phú cậu không tệ, nhưng chỉ cần chúng tôi bằng lòng, chúng tôi cũng có thể tìm được kẻ tốt hơn cậu, hãy quý trọng cơ hội này cho tốt đi. Khí linh áo lam nói xong thì lập tức biến mất. Chương 2823. Khí linh áo đỏ liếc mắt nhìn chằm chằm Khương Thuần, trầm giọng nói, cậu tu luyện cẩn thận đi, nếu như có vấn đề gì khó cũng có thể hỏi chúng tôi. Những việc khác cậu không cần quan tâm nhiều, Thâm Lam cũng không có ác ý. Ông ta chỉ muốn sớm điều tra rõ ràng tung tích của thần quân thôi. Khí linh áo đỏ cũng rời đi, mảnh hoang mạc này cũng thay đổi theo, biến thành một mảnh đất lành thần tiên rồi rào linh khí, nơi có đình đài lầu các tọa lạc, suối chảy như thác. Nhưng vẻ mặt Khương Thuần càng âm u hơn, từ trong giọng nói của khí linh áo lam, anh ta cuối cùng đã hiểu rõ tình cảnh của mình. Bề ngoài anh ta là người truyền thừa của thần quân Chu Tước, nhưng trên thực tế chỉ là một con rối. Hai khí linh chỉ muốn mượn sức mạnh của anh ta để điều tra tung tích của thần quân Chu Tước. Thiên phú của anh ta không tệ lắm, nhưng thứ hai khí linh vừa ý chắc có lẽ là thực lực yếu ớt của anh ta khá dễ khống chế. Nghĩ tới đây, khóe miệng anh ta không khỏi nở nụ cười khổ, tiểu đường, đây ngược lại có lẽ là may mắn với anh. Kinh Thiên Côn cũng đồng tình liếc mắt nhìn anh ta nói, cục đá, anh thảm quá. Khương Thuần nghe vậy, vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi. Anh ta cầm lấy cây gậy mạnh mẽ đánh hai quyền, đánh tới nỗi thân côn của Kinh Thiên Côn uống cong, anh ta cười lạnh nói, ông đây nói sao cũng là một nửa chủ nhân của tiên cung, một cây côn nát như cậu cũng dám gọi tôi là cục đá, tới gọi chủ nhân một cái nghe thử xem. Kinh Thiên Côn là đồ của tiên cung, với thân phận bây giờ của Khương Thuần, Kinh Thiên Côn gọi anh ta một tiếng chủ nhân cũng không quá đáng. Nhưng Kinh Thiên Côn này cực kỳ cố chấp, nó thể mà lại kêu gào, cục đá vụn nhà anh. Chờ ngày côn ra trở thành đạo khí sẽ cho anh đẹp mặt. Khương Thuần cười lạnh không thôi, cường độ trên tay gia tăng, đánh đến nỗi Kinh Thiên Côn kêu rên liên hồi. Sau khi hai người đùa giỡn một trận, Kinh Thiên Côn vất vả lắm bẻ thẳng được thân côn, tên Khương Thuần này lại uốn cong nó nữa rồi. Kinh Thiên Côn đột nhiên hỏi, cục đá, sức chiến đấu của anh tăng có hơi lợi hại, lẽ nào học được sách lược và phương pháp tác chiến gì? Khương Thuần vỗ ngực, đắc ý nói, đương nhiên. Bộ công pháp này gọi là 72 đấu chiến thánh pháp, là tiên công tung hoàng vô địch của thần quân Chu Tước năm đó, tôi chỉ học được chút gia lông đã có thể đánh cậu đến mức kêu gào. Chờ tôi học đến đại thừa, cho dù cậu thật sự trở thành đạo khí, ông đây vẫn bẻ cong được cậu. Thân côn của Kinh Thiên Côn lặng lẽ cách xa Khương Thuần một chút, đầu hơi co lại, nó cũng không muốn mỗi ngày bị bẻ cong. Nhìn thấy dáng vẻ của Kinh Thiên Côn, Khương Thuần cười ha ha, uất ức trong lòng cũng giảm đi nhiều. Anh ta ném một bình ngọc cho Kinh Thiên Côn nói, đây là linh dịch bản nguyên của tôi, cậu mau luyện hóa đi, tranh thủ sớm ngày trở thành đạo khí. Kinh Thiên Côn mừng rỡ, vội vã tiếp nhận. Chương 2824. Khương Thuần kế thừa tiên cung, bây giờ là người giàu có, nó vốn gì cũng có ý dọa dẫm, không ngờ Khương Thuần chủ động như thế, cũng xem như đã đạt tới một trình độ nào đó. Lúc này Kinh Thiên Côn lập tức quyết định, chờ lúc nó trở thành đạo khí sẽ bớt đánh Khương Thuần lại. Khoảng thời gian sau này, nó quyết định sẽ lấy lòng Khương Thuần một phen, tranh thủ chiếm được nhiều bảo vật như linh dịch nguyên, sớm ngày trở thành đạo khí.
Khương Thuần thấy thế, cười lạnh trong lòng, gậy này quả nhiên không có não, chỉ cần kinh thiên côn luyện hóa linh dịch bản nguyên của anh ta, vậy đến lúc đó nó xem như là linh khí riêng của anh ta. Khi đó cũng không cần anh ta ra tay, một suy nghĩ của anh ta thôi đã có thể bẻ cong kinh thiên côn rồi. Tam đại hành tẩu, thêm ba người dò đường thực lực mạnh mẽ, đội hình lớn mạnh như vậy tiến vào tiên cung, cuối cùng hành tẩu nhà họ Hải Hải Đông Lưu chôn thây tiên cung, mà hai nhà hành tẩu khác thì bị thương nặng trở về, gần như có thể nói không thu hoạch được gì. Nếu như chỉ là vậy, có lẽ Tam gia cũng sẽ không tức giận nhiều, dù sao thăm dò thánh nhai nhiều năm như vậy, xuất hiện thương vong là bình thường, đừng nói lần này thăm dò khu vực tiên cung càng nguy hiểm. Nhưng sau khi hai người Đường Thanh Dương, Diêm Quân Ngư trở về không lâu, thông đạo tới thánh nhai biến mất không dấu vết. Dư âm của việc phong bế thông đạo đã đánh chết toàn bộ mấy chục tu hành giả cảnh giới động hư duy trì thông đạo. Lần này ba thế gia lớn cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ nỗ lực mấy chục ngàn năm ở thần quốc, cũng bởi vì có sự tồn tại của thánh nhai, bọn họ muốn có ngày mượn tiên cung để rời khỏi thần quốc. Mà bây giờ thông đạo biến mất, hy vọng chấm dứt, trong lúc nhất thời ba thế gia lớn cảm thấy bàng hoàng. Trong phòng khách chính của nhà họ Đường, ba cụ già nặng nề ngồi xuống, những người còn lại cũng chỉ có thể đứng ngó. Trong những người đang đứng này thậm chí có gia chủ của ba thế gia lớn, gần như đều là tu hành giả cảnh giới động hư. Lúc này tuy rằng trong lòng bọn họ lo lắng, nhưng ba lão tổ không lên tiếng, bọn họ cũng không dám nói thêm gì. Thông đạo đóng rồi, đây là việc muôn đời chưa từng tồn tại, các ông thấy sao? Lão tổ nhà họ Đường hỏi. Cụ già tên Đường Vân Tinh, là nhân vật cấp lão tổ duy nhất của nhà họ Đường, thực lực đã sớm đặt chân tới lĩnh vực đỉnh cao của cảnh giới động hư, y thuật càng đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường, có người nói chỉ cần người bệnh vẫn còn một hơi thở, ông ta cũng có thể chữa cho sống lại. Lão tổ nhà họ Hải trầm giọng nói, lời này hỏi các ông mới phải. Cháu cố của tôi chết trong tiên cung, ngược lại là hậu bối các ông sống sót đi ra, các ông càng nên hiểu rõ tình huống mới đúng. Hải Tây Sơn, lão tổ nhà họ Hải, am hiểu thuật thần thông. Lão tổ nhà họ Diêm lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy, ai chưa từng chết mấy đứa cháu trai. Hải Tây Sơn, lẽ nào ngay cả chút giác ngộ ấy ông cũng không có sao. Nhà họ Diêm tôi dùng mấy chục ngàn năm tích lũy mới chế tạo một bộ khôi giáp đại phong, bây giờ nát vụn thành như thế, tôi có nói câu nào sao? Lão tổ nhà họ Diêm, Diêm Hồng, am hiểu thuật luyện khí. Chân mày Đường Vân Tinh cao lại, quát lên, đã là lúc nào rồi còn ở đây tranh cãi. Trong lòng ông ta thầm than, lần này tổn thất của ba thế gia lớn thực sự quá lớn. Nhà họ Hải không chỉ chết mất vị hành tẩu thời nay Hải Đông Lưu kia, họ còn làm mất bảo vật thần chấn tộc trong thánh nhai. Trường Hà Tiên Lăng, là dòng tộc thảm nhất trong ba thế gia lớn. Mà khôi giáp đại phong của nhà họ Diêm và tứ phương ấn tỷ của nhà họ Đường đều hư hao rất nghiêm trọng, không ôn dưỡng mấy ngàn năm vốn dĩ không khôi phục được. Diêm Hồng hừ lạnh một tiếng nói, Đường Vân Tinh, ông không phải am hiểu thuật quan sát sao à, có thể phát hiện sự thay đổi gì đó. Chương 2825. Đường Vân Tinh nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, tiên cung có chủ rồi. Chỉ vài chữ nhưng đè lên lòng mỗi người tựa như núi cao. Tiên cung có chủ, vậy cũng có nghĩa nỗ lực mấy chục ngàn năm của bọn họ đều uống phí. Tuy rằng lúc thông đạo đóng lại, bọn họ đã có suy đoán này, nhưng bây giờ khi Đường Vân Tinh nói ra kết luận này, bọn họ vẫn cứ cảm thấy mất đi thứ quan trọng nhất, một sự lạc lõng và tức giận không thể nói thành lời ban trùm trong lòng người. Nhiều năm như vậy, ba thế gia lớn nằm giữ thánh nhai và tiên cung, bọn họ sớm đã xem chúng là thứ của riêng mình. Mà bây giờ bị người ta đoạt lấy. Là ai? Hải Tây Sơn hỏi. Đường Vân Tinh lắc đầu nói, không thể thấy rõ, nhưng rất có liên quan tới tiểu bối tên Đường Tuấn kia. Diêm Hồng, chắc là ông biết mà. Diêm Hồng gật đầu nói, sau khi Quân Ngư trở về, nó đã nói Đường Tuấn biểu hiện ra thực lực không tầm thường ở tiên cung, thậm chí còn lớn mạnh hơn ba người bọn nó. Nếu như không có cậu ta, hai người bọn nó cũng đã chết trong tay thú hoang cổ đại. Đường Vân Tinh nói, Thanh Dương cũng nói như vậy. Ông ta thở dài nói, không ngờ tiên cung vậy mà sẽ rơi vào tay cậu ta. Hải Tây Sơn cười lạnh nói, bây giờ nói những việc này có lợi ích gì, tên kia đã trở thành chủ nhân của tiên cung, vốn dĩ sẽ không rời khỏi tiên cung. Chờ lúc cậu ta đi ra, e rằng tu vi đã vượt qua chúng ta, đến lúc đó ba nhà chúng ta đều phải diệt vong. Đường Vân Tinh cân nhắc một lát nói, có lẽ còn có một biện pháp. Biện pháp gì? Ánh mắt hai lão tổ đều sáng lên. Đường Vân Tinh nói, nếu cậu ta không ra, vậy chúng ta sẽ ép cậu ta ra.
Lấy cảnh giới và tu vi bây giờ của cậu ta, cho dù có đạo khí trong tay, cậu ta có thể phát huy bao nhiêu, chúng ta vẫn có cơ hội rất lớn để bắt cậu ta. Chỉ cần khống chế được cậu ta, tiên cung vẫn là của chúng ta. Hải Tây Sơn nói, vậy làm sao ép cậu ta ra? Đường Vân Tinh nói, Thanh Dương nói cậu ta có quan hệ không tệ lắm với rất nhiều người Hải Châu, còn có những giảng viên trung tâm y tế quận Đan Dương kia, thậm chí còn thu về mấy học sinh làm đệ tử. Đúng rồi, còn có thôn nhỏ gọi là thôn Thạch đã từng cứu cậu ta. Có lẽ chúng ta có thể ra tay từ những người này. Trong lời nói mang theo sự uy hiếp hết sức rõ ràng. Đường Vân Tinh nói những lời này xong, mọi người đều im lặng một phen. Ở đây đều là người thông minh, bọn họ hiểu rõ ý của ông ta là gì. Nhưng lấy sự kiêu ngạo của ba thế gia lớn, làm ra chuyện như vậy, có vài người không thể chấp nhận được. Ngu ngốc, đến lúc này rồi còn kiêu ngạo cái rắm. Các ông không muốn làm, nhà họ Hải tôi tự làm, đến lúc đó nếu như có được tiên cung rồi, các ông đừng có đỏ mắt. Hải Tây Sơn hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói. Lần này nhà họ Hải tổn thất lớn nhất, nếu như không nghĩ cách bù đắp thực lực, không bao lâu nữa sẽ bị hai nhà khác từng bước xâm chiếm đến nỗi không còn sót lại gì. Ba nhà ngầm tranh đấu cũng không ít. Đường Vân Tinh nhìn về phía Diêm Hồng. Sắc mặt Diêm Hồng thay đổi, trầm giọng nói tiểu bối kia dám thiết kế làm tổn thương người nhà họ Diêm tôi, thực sự đáng chết, nhà họ Diêm tôi đồng ý. Những câu nói kia đều là việc cớ, nhưng không ai vạch trần. Vậy ba nhà đã nhất trí, sai người ta ra tay đi. Đúng lúc cũng để cho người thế gian mở mang kiến thức về sức mạnh của chúng ta một chút, để bọn họ biết mà kính nể. Đường Vân Tinh nói, từng mệnh lệnh rất nhanh đã truyền xuống. Thôn Thạch trong màn đêm yên tĩnh mà an lành. Đường Tuấn quật khởi trong thời gian ngắn, danh tiếng hầu như truyền khắp quận Đan Dương và toàn bộ lãnh đạo cấp cao Hải Châu, khiến rất nhiều người suy đoán xuất thân của anh. Chương 2826. Mà tin tức anh đi ra từ trong thôn Thạch cũng nhanh chóng lan truyền, Thạch thôn vì vậy cũng thu hoạch được rất nhiều, thôn xóm gần đó không ai dám chống lại, ngay cả nhà họ Hàn quận Đan Dương cũng ra vẻ cung kính. Trong lúc nhất thời, người thôn Thạch cũng cảm thấy hãnh diện. Trời còn chưa sáng, lão quý ngồi trên tảng đá trong thôn Thạch, đứng trước mắt ông ta là những đứa trẻ 7-8 tuổi. Ha ha hơ hơ, giọng nói non nớt vang lên. Lúc này những đứa trẻ này đang đánh quyền rèn luyện gân cốt, mỗi một đứa đều ra dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc và chăm chú. Trên gương mặt lão quý nở nụ cười, thỉnh thoảng ông lại lên tiếng nói ra tư thế của ai không đúng, tên nhóc bị điểm đến tên khẽ đỏ mặt, nhanh chóng sửa lại tư thế, tiếp tục tu luyện, không dám lười biếng. Nụ cười của lão quý càng rực rỡ hơn, thấy thôn Thạch từng ngày trở nên mạnh mẽ, ông ta vui mừng hơn bất kỳ ai khác. Sau khi một đám trẻ tu luyện xong thì lập tức vây lại chỗ lão quý dò hỏi, ông quý, anh Đường Tuấn chừng nào trở về? Ba mẹ nói chờ anh ấy trở về, phải mời anh ấy một bữa cơm thật ngon. Vấn đề giống như vậy hầu như mỗi ngày sau khi kết thúc việc tu luyện đều sẽ có người hỏi. Lão quý cười nhạt nói, cậu ta có lẽ không trở về nhanh như vậy đâu. Hành trình của cậu ta vừa mới bắt đầu thôi. Quãng thời gian trước ông ta từng nghe người nhà họ Hàn nhắc, Đường Tuấn được nhà họ Đường của một trong ba thế gia lớn mời đi, đến nay chưa về. Vậy cũng là ba thế gia lớn, một trong những gia tộc mạnh mẽ nhất của thần quốc. Lúc lão quý cứu Đường Tuấn, ông ấy chưa từng nghĩ anh có thể đạt được thành tựu này. Nghĩ tới đây, vẻ mặt lão quý thoáng buồn, thầm nói có lẽ cậu ấy cũng sẽ không bao giờ trở về nữa. Đường Tuấn cũng không phải người trong thôn Thạch, ân tình lúc trước đã sớm trả lại. Mấy đứa trẻ lại không hay biết suy nghĩ trong lòng lão quý, bọn chúng líu ra líu díu bàn luận chờ sau khi Đường Tuấn trở về, muốn mời anh ăn thứ gì đó thật ngon, tuy rằng đều là một vài món sơn hào hải vị dân dã, nhưng cũng là tấm lòng chân thành nhất của các nhà. Ngay lúc này, ánh mắt lão quý đột nhiên chăm chú. Một luồng sức ép mạnh mẽ từ bầu trời thôn Thạch bao trùm xuống, nhanh chóng bao phủ cả làng. Hễ là người trong lòng, cho dù tu vi cao hay thấp đều cảm thấy nặng trĩu trong lòng, giống như bị một con mãnh thú thuở hồng hoang nhìn chằm chằm, một cảm giác vô cùng nguy hiểm rung động thần kinh mỗi người bọn họ. Soạt soạt soạt, từng bóng người của quảng trường các nơi trong thôn Thạch tụ tập quanh bốn phía lão quý. Bọn họ ngẩng đầu nhìn ra ngoài thôn Thạch, chỉ thấy tia sáng lấp lánh dày đặc cách rất xa bay đến thôn Thạch, mỗi một tia đều khiến trái tim lão quý mạnh mẽ run rẩy. Phải biết dưới sự giúp đỡ của Đường Tuấn, bây giờ lão quý đã đạt đến tu vi cảnh giới hóa thần đỉnh cao, có thể ngang bằng cường giả huyền chí. Nhưng những hơi thở kia, từng đạo đều khiến ông ta cảm thấy vô lực.
Chương 2827. Sắc mặt lão Quý càng nghiêm túc hơn, ông ấy khẽ nói với mấy người đàn ông xung quanh, nếu như xảy ra chuyện gì khác thường, lập tức mang bọn nhỏ rời khỏi. Sắc mặt mấy người đàn ông trung niên cũng tối sầm, nặng nề gật đầu. Ngay lúc mấy người nói chuyện, những tia sáng kia ngừng lại trên bầu trời thôn thạch, hóa thành mỗi một binh sĩ trên người mặc giáp trụ, tay cầm đao kiếm. Những binh sĩ này chia ra ba loại mặc giáp trụ khác nhau, trông có vẻ là người ba bên. Trong khoảnh khắc lão Quý nhìn thấy những người này thì ông ta hoàn toàn thay đổi sắc mặt, ông ta vậy mà không nhìn thấu bất cứ hơi thở nào của những người này. Cảnh giới động hư, mỗi một binh sĩ này đều là cảnh giới động hư. Trong lòng lão Quý khiếp sợ, cực kỳ bất an, ông ta loáng thoáng đoán được những người này đến từ đâu. Chỉ có ba thế gia lớn mới có đội hình lớn mạnh như thế. Đứng ở phía trước những binh sĩ này chính là hai người đàn ông và một người phụ nữ, trên người cũng mặc giáp trụ, nhưng hơi thở mạnh mẽ hơn những binh sĩ kia không chỉ một chút. Lúc này người phụ nữ kia đứng ra, trên mặt phủ một lớp xương lạnh lẽo, cô ta lạnh lùng nói, các người có quen Đường Tuấn không? Lão Quý còn chưa gật đầu thì có đứa trẻ nói, các người là đại ca Đường phái tới à? Mấy đứa trẻ đầy hưng phấn, Đường Tuấn chuyến này phái người nhà họ Thác Hàn và nhà họ Thác Bạt đưa không ít đồ cho thôn thạch. Những đứa trẻ này đương nhiên cũng xem những binh sĩ này thành những người kia. Lão Quý thầm nói, không ổn, một tiếng, lập tức có người trong thôn bắt lấy những đứa trẻ kia, không cho bọn nó nói chuyện. Người phụ nữ mặc giáp trụ nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng nói, không sao, chúng tôi được Đường Tuấn phái tới. Lão Quý chắp tay với mấy người nói, tại hạ Quý Nham, mấy vị đại nhân có chuyện gì không? Ông ta đã cảm giác được mục đích không tốt từ trong giọng nói của người phụ nữ đối diện kia. Mang tất cả đi, trên trời, người đàn ông bên phải người phụ nữ kia trầm giọng nói. Binh sĩ phía sau đồng thanh, vâng. Những binh sĩ này lập tức ra tay, một người đàn ông trung niên trong thôn thạch lớn tiếng nói, mấy vị, nơi này là lãnh địa nhà họ Hàn, Đường Tuấn cũng đi ra từ trong thôn chúng tôi, các ngài chắc chắn muốn ra tay sao? Hơi thở những người này quá mạnh mẽ, những người trong thôn thạch này vốn dĩ không phải đối thủ, lúc này chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào nhà họ Hàn và Đường Tuấn. Khiến cho đối phương kiêng kỵ. Nhưng những binh sĩ kia dường như không nghe thấy. Chờ lát, đang lúc này, người phụ nữ mặc giáp trụ kia đột nhiên la lên. Những binh sĩ kia lập tức ngừng lại, nhìn về phía cô ta. Người phụ nữ kia nở nụ cười quái dị, hỏi hai người đàn ông mang đội khác, hai vị, các anh định mang bao nhiêu người về? Chương 2828. Một người đàn ông trong đó khẽ nhíu mày nói, không biết nữa. Một người đàn ông khác cũng lắc đầu, bọn họ chỉ phụng mệnh đến thôn thạch bắt người, cũng không nói muốn dẫn bao nhiêu người về. Nụ cười trên mặt người phụ nữ trở nên uy nghiêm đáng sợ, cô ta nói, vậy tôi giữ lại 10 người, có lẽ đủ. Trong lòng hai người đàn ông ngớ ra, bọn họ bỗng hiểu cô ta muốn làm gì. Một người đàn ông trầm giọng nói, Hải Đông Tử, em trai cô chết trong tiên cung, tôi có thể hiểu tâm trạng của cô, nhưng tàn sát những người này cũng chẳng có ích gì. Hải Đông Tử cười lạnh nói, đúng là chẳng có ích gì, nhưng có thể khiến cho tâm trạng của tôi khá hơn chút. Lẽ nào các anh muốn ngăn cản tôi sao? Hai người đàn ông thở dài nói, giữ lại 10 người sống, bọn họ còn có tác dụng. Hải Đông Tử nói, biết rồi. Cô ta la lên với những binh sĩ kia, các cậu trở về đi, tôi có một số việc muốn xử lý trước với bọn họ. Cô ta nhìn về phía những nam nữ già trẻ trong thôn thạch kia, nụ cười càng ngày càng dữ tợn khủng bố. Cô ta đi từng bước một xuống thôn thạch nói, Đường Tuấn đi ra từ nơi này, các người rất tự hào nhỉ. Đại nhân, lão Quý cung kính nói. Quỳnh, cả người lão Quý bay ngược ra ngoài, đâm xuyên một gốc cây cổ thụ trong quảng trường, ngã xuống đất, hơi thở uể oải. Nhìn thấy tình cảnh này, người thạch thôn nhất thời không nhịn được nổi giận. Được, rất tốt, như vậy mới thú vị, trong tay Hải Đông Tử xuất hiện một con dao hình trăng khuyết, không khác một con mãnh hổ nhảy vào bầy cừu. Một chém của cô ta lập tức có một cái đầu rơi xuống đất, suối máu tuôn trào. Tiếng đau đớn, tiếng chửi rủa vang lên trong thôn. Có mấy người muốn chạy trốn, nhưng dưới thần niệm mạnh mẽ của Hải Đông Tử, bọn họ vốn dĩ không thể trốn được. Hải Đông Tử thậm chí cố ý để bọn họ chạy một phen, cuối cùng cô ta chém ra một ánh đao từ rất xa, chém người chạy trốn thành hai nửa. Mỗi một hơi thở đều có người nhã xuống, tình trạng cái chết cực kỳ tàn nhẫn, hoặc là bị chém rơi đầu. Hoặc là cơ thể bị chém làm đôi. Những người này có những cụ già lọm khọm, cũng có đứa trẻ 7-8 tuổi, còn có phụ nữ mang thai. Nhưng dưới đao của Hải Đông Tử,
bọn họ đều chết rồi. Mùi máu tanh dày đặc tràn ngập cả thôn thạch, đủ loại oán niệm quanh quẩn bầu trời, máu tươi nhuộm đỏ vách tường thạch thôn, cuối cùng biến thành một dòng suối nhỏ. Thôn thạch yên tĩnh tốt lành hóa thành tu la địa ngục. Trên người Hải Đông Tử nhuốm máu, nhưng càng như vậy, cô ta càng hưng phấn, trong miệng còn lẩm bẩm, Đông Lưu, chị giết những kẻ này chôn cùng em trước, không bao lâu nữa chị sẽ giết Đường Tuấn báo thù cho em. Sắc mặt hai người đàn ông trung niên và những binh sĩ kia trên trời không thay đổi mà lẳng lặng nhìn Hải Đông Tử tàn sát thôn xóm. Ở trong mắt họ, những người này gần giống như run rế, giết chết vài con có đáng là gì. Thương Khê Châu là một châu lớn ở phía Nam Thần Quốc, cách Hải Châu khoảng 100 triệu km. Mấy ngày trước ở đỉnh ngọn núi cao nhất Thương Khê Châu là núi Châu Thới, Đường Tuấn bị hai vị khí linh mặc đồ đỏ và lam đuổi ra ngoài từ tiên cung, vốn là nên xuất hiện ở trong nhà họ Đường. Nhưng trong nháy mắt đó Đường Tuấn thúc giục sức mạnh của thế giới nhỏ, đem bản thân mình tiến vào không gian, sau đó đã xuất hiện trên ngọn núi Châu Thới này. Xuất hiện ở trên núi Châu Thới, Đường Tuấn cũng bị thương nhẹ, dù sao cũng chỉ vừa nắm vững loại kỹ năng thuấn di này, còn chưa đủ thành thạo nữa. Nhưng Đường Tuấn lại rất vui vẻ, anh ta nắm giữ kỹ năng thuấn di ở hợp thể cảnh, thì là có 102 ở trong Trung ương Ngân Hà. Chương 2829. Trong thần quốc. Dựa theo sự hiểu biết của Đường Tuấn thì sợ rằng đến một người nắm giữ kỹ năng thuấn di cũng không có, bao gồm cả lão tổ của Tam Đại Thế Gia. Phải biết rằng muốn thuấn di thì phải ngưng luyện ra được sức mạnh của thế giới nhỏ, mà ở trong thần quốc vì có liên quan đến pháp tắc thiên địa, có lẽ có người có thể ngưng luyện ra thế giới nhỏ, nhưng tối đa cũng chỉ là hình thức ban đầu, sức mạnh trời đất không hoàn thiện thì không thể thực hiện được thuấn di. Nắm giữ thuấn di về sau dù có chạy trốn hay là tìm người đi nữa thì cũng mang lại cho Đường Tuấn sự thuận tiện cực lớn. Ngày trước anh ở thế giới bên ngoài cũng nắm giữ thuấn di, nhưng Đường Tuấn có thể cảm nhận được hai loại thuấn di này dường như có chút không giống nhau. Về phần cụ thể không giống ở đâu thì còn cần đi ra thần quốc kiểm chứng lại mới biết được. Trên đỉnh núi Châu Thới, Đường Tuấn lẳng lặng ngồi xếp bằng, anh ta niệm trong lòng một cái thì một trái cây đã xuất hiện trong tay. Trái cây tản ra luồng ánh sáng nhàn nhạt. Vừa xuất hiện dường như khiến nguyên khí của cả đất trời đều sôi trào. Không nghĩ tới thú hoang cổ đại lại có một quả thánh linh. Đường Tuấn nhìn trái cây, trên mặt lộ ra ý cười. Quả thánh linh, là bảo dược còn quý hiếm hơn cả hoa thánh linh. 1000 đóa hoa thánh linh mới có thể xuất hiện một quả thánh linh. Hiếm có như vậy nên công hiệu tăng cường tinh thần lực cũng không phải là loại mà hoa thánh linh có thể so sánh. Sau khi thú hoang cổ đại đề nghị Đường Tuấn mang nó về nhà, đã nói chuyện trên người có dấu quả thánh linh cho anh biết. Vốn trên người thú hoang cổ đại có rất nhiều bảo vật lẫn bảo dược hiếm thấy, nhưng trong khoảng thời gian mấy nghìn năm đều đã bị nó ăn làm tiêu hao không ít, chỉ có mỗi quả thánh linh này là nó giữ lại. Cũng không phải là thú hoang cổ đại này tiếc không muốn dùng, mà là bởi vì quả thánh linh này nâng cao tinh thần quá kinh khủng, mà chỗ trấn áp linh khí kia căn bản không đủ để nó giữ lại. Nếu nó dùng thì cũng không chiếm được linh khí bổ sung. Tinh thần lực khổng lồ trước tiên sẽ nổ tung cả cơ thể của nó chết không thể chết lại. Mà bây giờ cái quả thánh linh này đúng lúc giúp đỡ Đường Tuấn. Quả thánh linh này thôi cũng đủ để ta đột phá tinh thần lực cấp 8 rồi. Trong lòng Đường Tuấn có chút kích động, đến giờ thì tinh thần lực của anh đã ở cấp 7 đỉnh phong rồi, có quả thánh linh này giúp đỡ thì bước vào cấp 8 hầu như không có vấn đề gì lớn là bao. Tinh thần lực cấp 8, rất nhiều động hư cảnh đều không thể đạt tới trình độ này. Nhẹ nhàng cắn một miếng, thịt quả lập tức hóa thành một luồng khí tiến vào trong cơ thể của Đường Tuấn, cuối cùng chiếm giữ ở thức hải. Đường Tuấn vội vã thúc giục khải thần 12 pháp, luyện hóa công hiệu của quả thánh linh. Tinh thần lực của anh được tăng cường với một tốc độ đáng sợ, quanh người như có một cơn lốc tinh thần cuốn sạch mọi thứ bao phủ anh ở bên trong. Chương 2830. Gió mạnh trên bầu trời cao kia đều đã bị tinh thần lực của anh xé nát. Đường Tuấn dần dần đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Tinh thần lực đạt tới cấp 8 có tác dụng cực kỳ quan trọng với anh muốn tu luyện pháp châm cứu thần bí tầng thứ 3 thì điều kiện tiên quyết là tinh thần lực cấp 8. Đây là nguyên nhân mà hoa thánh linh cũng là vật cần thiết cho tầng thứ 3. Dần dần, trên núi Châu Thới xuất hiện từng đợt dông bão, từng đợt uy áp từ từ bao phủ, không gian bị chấn động ra từng cơn sóng gợn. Tu hành giả đột phá cảnh giới phải có xuất hiện dị tượng. Huống chi là tinh thần lực đột phá cấp 8. Dị tượng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số người. Ngoài núi Châu Thới hơn 1000 mét chính là Châu Thành của Thương Khê Châu,
thế gia mạnh nhất Thương Khê Châu là nhà họ Tần và những thế gia số một có phần yếu hơn cũng cảm ứng được dị tượng của núi Châu Thới. Mấy luồng ánh sáng từ những thế gia hướng lên bầu trời bay thẳng tới núi Châu Thới. Con đường nghìn mét với tu hành giả động hư cảnh mà nói cùng lắm chỉ mấy cái chớp mắt. Lúc đám người này xuất hiện cách đỉnh núi khoảng 50 mét thì những chuyên gia của thế gia đều thay đổi sắc mặt. Lúc này trên đỉnh núi Châu Thới đã bị một trận ánh sáng trắng bao phủ mịt mù, sấm sét trên cao không ngừng đánh xuống, không gian bên cạnh bị một sức mạnh vô hình đánh cho đổ nát, thấy cảnh này khiến những chuyên gia đó không khỏi sợ hãi. Lão Tổ Tần, nhà họ Tần ông trời sinh tinh thần lực mạnh mẽ, có thể nhìn qua thử trong đó rốt cuộc có bảo vật gì xuất thế không? Một đám người tụ tập lại cùng một chỗ, có người đứng đối diện một ông lão hỏi. Tóc ông lão này đã trắng bạc phơ, khí chất nho nhã xuất trần, giống như thầy giáo dạy học ở thư viện. Nhưng không ai thật sự dám xem ông ta thành thầy giáo dạy học thật, vì ông lão này tên là Tần Hàn Minh, là lão tổ của nhà họ Tần, cũng là cao thủ số một của Thương Khê Châu. Luồng ánh sáng trắng bao phủ núi Châu Thới này có thể che khuất cả ánh mắt dò xét của bọn họ. Tần Hàn Minh cười ngạo nghễ, cũng không từ chối mà niệm trong lòng một cái, tinh thần lực đã tràn ra hết bên ngoài. Nhưng sau một phút, sắc mặt của Tần Hàn Minh chợt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Ông Tần! Mọi người đều sợ hãi. Tần Hàn Minh xua tay, vẻ mặt thoạt nhìn qua có chút hoảng loạn, ông ta điều chỉnh lại hơi thở rồi nghiêm túc nói, chắc là một loại bảo vật hệ tinh thần, cực kỳ mạnh mẽ. Nói xong, vẻ mặt của những chuyên gia cũng theo đó mà thay đổi, ánh mắt trở nên nóng rực như lửa. Bảo vật hệ tinh thần thì càng quý hiếm hơn nữa. Một khi xuất thế thì hầu như đã bị tam đại thế gia chiếm trước mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2830.